Việt Nam và chính thức chọn Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp, có tiềm năng lớn, làm điểm bắt đầu sự nghiệp của mình với tiêu chí rõ ràng, chất lượng và sự khác biệt tạo nên đẳng cấp để phát triển thương hiệu Sun Group. Và chinh phục Bà Nà Hills là công việc đầu tiên để chinh phục tiêu chí ấy. Đây là hình ảnh heo hút của Bà Nà 9 năm về trước khi Sun Group bắt đầu tiếp quản. Còn đây là hình ảnh của Bà Nà Hills ngày hôm nay với hàng chục ngàn du khách tới tham quan mỗi ngày. Công trình ấn tượng nhất tại Bà Nà Hills là những tuyến cáp treo mang nhiều kỷ lục thế giới, một trong những kỳ tích của bàn tay và khối óc người Việt Nam. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm của người Sun Group và những người khổng lồ về khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực cáp treo. Sự kết hợp này đã đánh thức cô gái đẹp Bà Nà ngủ quên lâu lắm rồi, nay thức dậy, duyên dáng và rạng rỡ. Tuyến cáp số 1 và 2 được khánh thành vào ngày 25 tháng 3 năm 2009 và đạt hai kỷ lục thế giới, đó là tuyến cáp treo một giây dài nhất thế giới 5.042,62m, độ cao chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới 1.291,81m. Ngày 29 tháng 3 năm 2013, tuyến cáp treo số 3 mang tên Thác Tóc Tiên Indochine đã được khánh thành, đem về cho Việt Nam những kỷ lục thế giới mới ấn tượng, đó là cáp treo một giây dài nhất thế giới 5.771,61m, độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới 1.368,93m, chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới 11.587m, độ nặng cuộn cáp nặng nhất thế giới 141,24 tấn. Cáp treo Bà Nà đưa du khách nườm nượp đến với khu nghỉ dưỡng này. Nếu như năm 2014 lượng du khách của Bà Nà là 1.050.000 lượt khách thì năm 2015 con số này là 1.564.206 lượt khách. 6 tháng đầu năm 2016, Bà Nà Hills đã đón 1.044.612 lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015. Đến với Bà Nà Hills là đến với khu du lịch đa dạng, độc đáo với nhiều hạng mục hấp dẫn, thỏa mãn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi của nhiều tầng lớp nhân dân. Ngày 25 tháng 4 năm 2015, lễ khai trương làng Pháp trên đỉnh Bà Nà được tổ chức ấn tượng. Ý tưởng xây dựng một làng Pháp cổ trên đỉnh Bà Nà đã hình thành từ chính lịch sử của khu nghỉ mát có từ thời Pháp này. Với khát vọng cho du khách yêu Bà Nà không cần phải tốn tiền cho những chuyến du lịch xa xôi mới có thể tận hưởng cảm giác được sống giữa khung cảnh của một làng Pháp chính hiệu với đầy đủ những nét kiến trúc Pháp độc đáo. Các kiến trúc sư giỏi người Pháp, những người thợ điêu khắc và họa sĩ lành nghề từ nhiều quốc gia khác nhau đã được mời sang Bà Nà làm việc. Tất cả để có một làng Pháp thực sự nơi đây, như một điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng. Từ khi có khu du lịch Bà Nà Hills, lượng khách du lịch tới Đà Nẵng tăng 30% một năm. Ngày cao điểm nhất, Bà Nà Hills đón tới 22.000 lượt khách. Và một lần nữa, tình trạng quá tải đã lại buộc Sun Group đứng trước quyết định xây dựng tuyến cáp treo số 4 và 5. Tuyến cáp số 4 sẽ có chiều dài 5.065m và có 24 trụ tháp. Cáp số 5 dài 737m và có 4 trụ. Đây là tuyến cáp đơn có công suất lớn nhất và có nhiều cabin nhất. Với vận tốc cáp chạy đến 7m trên giây, công suất từ 3.000 đến 4.000 lượt khách một giờ. Chắc chắn tuyến cáp treo số 4 và 5 sẽ đạt được những kỷ lục thế giới ấn tượng mới khi được khánh thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2017. Song song với việc xây dựng tuyến cáp treo số 4 và 5 tại Bà Nà, nhiều công trình hấp dẫn khác đang được xây dựng và trau chuốt. Sun Group hướng tới mục tiêu đưa khu nghỉ dưỡng này sánh tầm với các khu nghỉ dưỡng tốt nhất tại châu Á và trên thế giới. Ngày 25 tháng 4 năm 2015, lễ khánh thành đường Bà Nà Suối Mơ được diễn ra trong niềm vui mừng khôn xiết của người dân Đà Nẵng. Đường Bà Nà Suối Mơ dài gần 11 km với mặt cắt ngang là 34m, giải phân cách đường rộng 3m, lề đường mỗi bên rộng 5m. Đường Bà Nà Suối Mơ cùng quốc lộ 1A, đường Hòa Sơn, Hòa Nhân, đường DT602 và các đường ngang hiện tại trong khu vực tạo nên một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh và thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của thành phố đang vươn mình mạnh mẽ với những thay đổi lớn lao trong tiến trình hội nhập của đất nước.
Sân golf Bà Nà của Sun Group tọa lạc giữa thung lũng Bà Nà thơ mộng thuộc vùng duyên hải miền Trung. Dự án tuyệt đẹp này được thiết kế bởi tay golf nổi tiếng thế giới Luke Donald, tay golf hàng đầu thế giới. Sun Group đã chọn IMG, tập đoàn toàn cầu về thể thao, làm nhà giám sát và điều hành dự án sân golf Bà Nà. Sân golf Bà Nà mang đẳng cấp của sân golf hàng đầu châu Á với những tiêu chuẩn khắt khe của các sân golf nổi tiếng trên thế giới, góp cho Đà Nẵng một sản phẩm du lịch độc đáo và chất lượng, tăng lượng du khách đến với thành phố này, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.